Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên cái đường này là đường Hà Huy Giáp đó các vị. Cái hướng này chúng ta sẽ tiến lên cái cầu gành. Cầu gành vậy ha. Đấy. Cái chỗ này là phía trước của cái cầu Rạch Cát đó các vị. Chúng ta sẽ đi lên cái cầu thứ nhất là cái cầu Rạch Cát. Thì như quý vị cũng biết là ở khu vực chỗ này là chúng ta có hai cây cầu, cầu Rạch Cát và cầu Gành. Thì cầu Rạch Cát là cây cầu ngắn, có tuổi đời hơn 100 năm tuổi rồi quý vị. À, đó, đây quý vị vẫn còn giữ được cái nét cổ kính ngày xưa ha. Còn cái cây mà gọi là cái cầu Gành ở bên phía bên kia thì anh trước là bị xà lan nó hút sập rồi, và người ta đã thay thế bằng một cây cầu mới rất là mới và đẹp, nhưng mà nó không còn cái tính mà cổ kính từ ngày xưa nữa. Cây cầu từ thời Pháp đến giờ rất là lâu năm rồi. Cây cầu này và cây cầu Gành ấy, hồi trước khi mà người ta vẫn lưu thông bình thường đó quý vị, tối đến người ta mở đèn đầy đẹp lắm. Cái ánh đèn nó chiếu vô rồi buổi tối á, nó lung linh thì nó đẹp lắm. Nhưng mà từ ngày mà cái vụ tai nạn ở trên đường sắt rồi sập cầu rồi đủ thứ á, thì người ta chặn lại hết rồi các bạn. Chỉ cho đi một hướng duy nhất là từ Biên Hòa thôi, từ Biên Hòa đi qua. Không cho đi hướng từ bên phía bên kia qua lại Biên Hòa nữa. Thì chặn lại rồi. Làm cho cái con đường ở khúc chỗ này và cái cây cầu nó có vẻ nó bớt cái nhộn nhịp đi, nó im lìm đi các vị. Cho lúc trước thì hai cây cầu này lúc nào cũng vậy, nhộn nhịp lắm, đi qua cầu là xe chạy sập sình luôn á. Và nhất là những ai mà chưa bao giờ mà đi qua cây cầu này đều có một cái cảm giác rất là sợ, bởi vì chạy nó cứ rung 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 á, thấy ghê ghê, nhưng mà đi riết thấy quen quá vậy. Tại chỗ này nó có cái ngã ba này. Đấy, quý vị rẽ vào trong này thì quý vị sẽ đi vào chỗ mà đền thờ của ông Nguyễn Hữu Cảnh đấy. Đấy. Thì cũng sẽ đi thẳng lên trên cầu Gành luôn quý vị ha. Đi thẳng lên trên cầu Gành luôn. Thưa quý vị, lên cầu Gành luôn. Những cái khu vực chỗ này thì chắc là sắp tới Phú sẽ sắp xếp thời gian quay những cái video từ ở trên cao xuống bằng flycam cho quý vị thấy được toàn cảnh nó được rõ ràng hơn. Đấy, còn bây giờ thì Phú sẽ quay bằng máy quay thế này thôi. Tại vì khi mà thực hiện những cái video mà có cảnh quay từ trên xuống thì nó khá là công phu. Chúng ta sẽ phải thực hiện rất là lâu. Thì Phú vẫn chưa có sắp xếp đủ các kế hoạch để quay cho quý vị xem. Phú sẽ chạy hơi nhanh một chút xíu quý vị nhé, bởi vì đằng sau người ta lên cầu đông quá. Chạy chậm để quay cho quý vị coi, mà đằng sau người ta lên cầu đông quá, nếu mà chạy chậm thì người ta chửi, nên là cũng phải chạy nhanh một chút xíu. Những cái chỗ này nhiều khi muốn chạy chậm để quay cho quý vị coi cho nó rõ, nhưng mà không có chạy chậm được, chạy chậm nó giống kiểu kẹt đường, người ta chửi. Quý vị thấy ở đây là người ta làm hàng rào che hết rồi này. Đấy, chứ còn thực ra thời gian trước là không có hàng rào này đâu. Đấy, về sau tai nạn nhiều quá người ta làm hàng rào hết rồi. Đấy, vậy này, đường sắt, tàu lửa đi, tàu lửa nó chạy. Chúng ta ra ngay khu vực ngã tư chợ Đồn quý vị. Ngã tư chợ Đồn đi qua đây là chúng ta xuống chợ Đồn nè. Còn đi lên đây thì
Rẽ tay trái này chúng ta sẽ ra Tân Vạn. Đi thẳng thì quý vị sẽ đi qua hướng Bình Dương ấy ha. Thì chúng ta chờ cái đèn đỏ chút xíu. Chờ cái đèn đỏ chút xíu rồi Phú sẽ đi về hướng Tân Vạn. Quay cho quý vị coi. Rồi, đi thôi quý vị ơi. Đi qua cái hướng Tân Vạn này thì xe rất là nhiều. Xe nhìn thấy là sợ luôn đấy. Xe nhiều kinh khủng lắm. Đây, quý vị thấy không? Đấy. Xe container rồi xe ben này. Nói chung là toàn xe lớn đúng không? Cái hướng đường này là kinh khủng lắm. Do là xe nó đi từ hướng khu công nghiệp rồi cảng, nó chạy vào bên trong Biên Hòa này quý vị. Rồi nó đi qua bên Hóa An đó. Đấy, mình nhìn này, container này, khiếp lắm. Nói chung là không phải là nhìn cái xe mình sợ, nhưng mà nhiều khi đang chạy vậy nè, xe nó chạy sát vô người luôn đó, thấy ghê lắm. Đấy, hôm nay lại đưa quý vị dạo qua một cái vòng bên Tân Vạn, cho quý vị nhìn lại Tân Vạn nhé. Cái đường này là cái đường Bùi Hữu Nghĩa. Bùi Hữu Nghĩa. Phú cũng không biết là cái con đường này hồi trước nó tên là cái gì, nhưng mà mọi người thì cứ quen gọi là Tân Vạn. Cứ đi qua đây là mọi người cứ nói là qua Tân Vạn thôi, chứ còn không có để ý là hồi xưa nó tên là cái đường gì hết á. Còn bây giờ thì nó tên là đường Bùi Hữu Nghĩa. Phú nói tên là đường Bùi Hữu Nghĩa như vậy á, để ví dụ như quý vị mà ở xa nhà xa quê hương á, quý vị mà muốn tìm hiểu thông tin về cái con đường này thì quý vị có thể lên Google Map, quý vị gõ đường Bùi Hữu Nghĩa Biên Hòa là nó sẽ ra, nó sẽ tìm nó dễ. Chứ còn nếu mà nói những cái tên cũ ngày xưa thì bây giờ nó không còn nữa, thì Google Map nó sẽ không có tra ra được quý vị ha. Đấy, đây là thuộc Tân Vạn. Tân Vạn thì cái khu này bây giờ là nó cũng phát triển rất là nhiều rồi quý vị, thay đổi nhiều lắm luôn á. Hôm bữa cũng mắc cười, có một cái video quay lên, chắc là có mấy ông ở khu này á, vô nói là tao ở đây hàng ngày thấy nó vẫn bẩn thỉu, vẫn như vậy, có cái gì đâu mà bảo là thay đổi với đẹp này kia. Đến khổ quý vị. Tại vì một người lâu lâu đến nó khác, và một người ở chỗ đó hàng ngày nó sẽ khác đúng không quý vị. Đấy, nếu mà quý vị mà là những người mà xa nhà xa quê hương, mấy chục năm chưa về nhà, chắc chắn là quý vị thấy nó khác. Giờ chả cần nói là mấy chục năm, nó chỉ cần là 1 năm 2 năm thôi, quý vị không về Việt Nam chắc chắn là quý vị nhìn quý vị sẽ thấy khác rất là nhiều luôn. Thậm chí là khi mà quý vị đặt chân xuống cái đất Tân Vạn này, quý vị nhìn thấy là nó thay đổi nhiều rồi, nó không còn như hồi xưa nữa. Sao nó lạ thế đúng không? Đấy, quý vị thấy xa xa gọi là những hung thần đường phố, hung thần đường phố, những con quái vật đường phố, ác quỷ đường phố. Chạy sợ lắm. Đó, mới đi có tí thôi quý vị thấy không, xe cổ sợ luôn.
Tại vì cái chỗ này ấy là nó cũng đi từ cái hướng mà cái hướng đường mà gọi là cao tốc Tân Vạn đấy quý vị. Đấy, từ cái hướng đường đó người ta chạy qua đây cũng rất là nhiều. Xong rồi ngay chỗ cầu Đồng Nai thì có cảng này. Đó. Cho nên là quý vị thấy là container rất là nhiều là như vậy. Chạy hàng ngày luôn đấy. Con đường này là cũng sửa chữa liên tục quý vị. Đúng rồi, chạy đâu có nổi. Xe ben rồi container chạy đâu có nổi, nó chạy thời gian là hư đường hết. Đấy, nào có công lên nè. Đó. Rồi, thấy không? Thằng lên thằng xuống, hai thằng chạy ngược chiều nhau. Chúng ta chạy là chúng ta phải vô sát trong lề, chúng nói là sợ lắm. Bụi mù luôn á. Mỗi lần mà đi qua cái con đường này ấy, đeo một lần là phải đeo hai cái khẩu trang quý vị. À, một lần phải đeo hai khẩu trang. Chứ thôi đeo một cái là nó bụi nó xuyên thấu qua luôn, vẫn vô tới mũi luôn. Cho nên là lâu lâu quý vị thấy là hú im cũng không nói là như vậy. À, nhất là xe lớn nó qua. Đó, lớn nó qua. Xe lớn nó qua nó ồn ào. Rồi thứ hai nó bụi ấy, không có nói lên tiếng được. Nó bị ngộp, nói không lên tiếng được. Hôm bữa còn có người nói Phú là chứ mày mà quay ở đường phố này ấy, là mày phải ngồi trong xe hơi, đúng không? Thì mày nói nó với tiếng nó mới êm, nó mới trong được. Này kia. Thật sự quý vị là cái đó Phú không có thích quý vị. Bởi vì nếu mà cần cái âm thanh mà trong, âm thanh mà hay á thì Phú chỉ cần quay như này rồi Phú về Phú lồng tiếng lại là nó sẽ hay liền. Nhưng mà như vậy nó sẽ mất đi cái độ chân thực quý vị. À, mất đi cái độ chân thực. Cái này là Phú vừa đi ở ngoài đường, Phú vừa quay mà Phú vừa nói luôn. Đó, cho nên là quý vị cũng biết là nếu mà như vậy là nó sẽ khó khăn như thế nào. Đấy, chạy xe ngoài đường đã nắng đã bụi khói đủ thứ nói nữa, nói suốt một chặng đường dài như vậy. Còn cái chuyện mà ngồi trong xe hơi thì còn nói gì nữa. Ngồi trong xe hơi Phú về nhà Phú lấy dàn thu Phú thu nó còn hay hơn rất là nhiều, hay hơn ngồi trong xe hơi gấp vạn lần. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ không còn cái tính gọi là trung thực nữa quý vị. Đó. Chỗ này là chợ Tân Vạn này. Phú thích là cứ vừa đi ngoài đường thấy gì gặp gì nói đó vậy ha. Đó, như vậy thì nó sẽ trung thực hơn. Đấy. Chúng ta đi du lịch mà chúng ta thấy gì chúng ta nói đó thôi. Đẹp thì nói đẹp, xấu thì nói xấu. Không có nịnh nọt, nịnh hót ai gì hết. À, chúng ta tới cầu Tân Vạn rồi quý vị. Hết khu dân cư rồi đó, tới cầu Tân Vạn rồi. Cầu Tân Vạn này là chúng ta ra tới đây là nó đã thuộc Bình Dương rồi quý vị. Đấy, cầu Tân Vạn là chúng ta thuộc Bình Dương rồi đó. Không còn phải là của Đồng Nai nữa rồi. À, tới đây là thuộc phường Bình Thắng, thuộc xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. À.
Ngay chỗ này là khu lò gặt đấy quý vị. À, quý vị thấy không? Lò gặt này. Những cái lò gặt ở đây. Cô sẽ đi hết cái con đường này luôn để chúng ta ra tới đường lớn ha. Xa lộ Hà Nội đó. Đấy, cho quý vị coi xem tình hình ở đây giờ nó như thế nào. Ôi xe lớn nó đang lên quý vị ơi. Vô lề thôi. Đó. Chui ngay vào là chà, phải thắng lại quý vị. Hay là thắng lại kịp không thôi là nó cho bay lên lề luôn này. Bảo vệ cái đoạn đường này, Phú nói nó ghê là như vậy quý vị. Cái khúc trong kia còn đỡ, khúc trong này là ra là đường nó nhỏ lắm. Đường nó nhỏ mà, quý vị thấy không? Xe lớn nó chạy là nó có thể nó phang à. Cho nên Phú nói là xe nhỏ phải nhường xe lớn là như vậy. Quý vị xe nhỏ là quý vị phải nhường xe lớn nha. Quý vị mà chống xe lớn là banh hàng luôn đó. Đấy, nếu mà nó chỉ có một chiều cái này thì chúng ta cứ chạy được. Còn nếu mà nó hai chiều nó lại ngược nhau là phải né nó liền. Cứ chạy xe là một tay chạy xe, một tay cầm máy quay. Mắt nhìn đường rồi mắt phải nhìn kính chiếu hậu nữa để xem là xe nó từ sau nó lên là phải lên lề ngay. Đó, tới đây là chúng ta ra tới xa lộ Hà Nội rồi quý vị. Đấy, ra tới xa lộ Hà Nội rồi thì chắc là Phú sẽ tạm dừng cái video này ở đây để thay cục pin máy quay đã. Rồi tiếp tục cái hành trình thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo nhá. Chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an nhé quý vị ơi.